Xíu nữa vừa vừa leo cây dừa này nha các bạn. Cây này cũng rất là cao luôn nè các bạn. Dừa này dừa lưỡi nha các bạn. Giờ là vừa vừa mình tiếp tục leo dừa nha các bạn. Đây là công việc hàng ngày của vừa vừa nha các bạn. Dụng cụ đấy leo leo giữa vừa chỉ có dây và cây sứa thôi nha các bạn. Đây mình hai ly nha. Thôi đây các bạn ơi, chào bà con mình luôn nha, chúc bà con mình buổi sáng vui vẻ nha. Chào bà con mình luôn. Hai giờ vui. Đó, rất là cao luôn. Thấy vô vừa mình thấy vừa nha các bạn. Các bạn thấy video này hay thì cho vui vừa xin một lượt đăng ký, một like, comment nha và chia sẻ nha. Bố tôi vừa mình có động lực ra những video tiếp theo nha. Điều này rất cao luôn nha các bạn. Vừa leo vừa toàn là đi luôn nha các bạn. Hai quầy dừa đang được thả xuống nữa các bạn.
vừa đang rút dây lên nha các bạn. Vừa thả lần hai quầy vừa xuống luôn nha các bạn. Mình bận công chuyện rồi, không có đi với vui vừa được. Bây giờ cũng làm được cái gì thôi, rú đi hả?
hai quả dừa đó đang được thấy xuống rồi này các bạn. Không đủ. Không gì đó em thợ yếu buông vỏ lại đi, đạp đạp cho cây bay ra, bay ra đó. Đây má bự rồi, bỏ nhà rồi, hết trung lượng rồi, buồn mang mở não á. Mời các bạn uống nước dừa, vô dừa mà lớn á.